Thì xin chào cả nhà. Hôm nay thì sẽ giới thiệu với cả nhà một mẫu áo vàng truyền thống rất là đẹp, được thiết kế trên chất liệu vải nhung Nhật và đang được các bạn học viên thực hành và trải nghiệm tại lớp học Trung tâm Đào tạo Thiết kế Thời trang Thủy và Mốt. Như cả nhà đang nhìn thấy, với mẫu áo dài này thì đang phù hợp với nhiều các dáng chị em đúng không ạ? Vì phần in ấn trên áo cũng như là phần thiết kế của một số những chi tiết ở trên áo, ví dụ như cái phần loang ở phần dưới gấu để tạo cho chúng ta khi kết hợp với một chiếc quần màu đen thì nó sẽ hòa quyện vào mấy mẫu áo và trông chúng ta sẽ cao hơn. Thứ hai là ở vị trí eo thì cái phần in thêu cũng được tạo các điểm loang sẫm màu để phần eo được thon gọn. Và đặc biệt là trên áo dài có những cái họa tiết mà liên quan tới những họa tiết truyền thống, ví dụ như là đầm sen hay là một số những hình ảnh của mẫu cầu nổi tiếng của Việt Nam. Vậy thì sẽ đến gần hơn để cả nhà cùng cảm nhận mẫu áo dài trong ngày hôm nay nhé. Và đây là mẫu áo dài của các bạn học viên đang thực hành tại lớp và cũng là sản phẩm đầu tay, cho nên là cả nhà nếu có xem mà thấy chỗ nào chưa đẹp thì cho Thủy một lời nhận xét cũng như là chấm điểm nương tay để cho các bạn có thêm động lực để thiết kế nhiều mẫu áo dài khác đẹp hơn nữa cả nhà nhá. Rồi, đây cả nhà nhìn nè, trời ơi, cái hoa văn được tạo ra những điểm sáng tối, sau đó thì được kết đính đá cùng tông màu đẹp lung linh. Sau đó thì những cái điểm nhấn rõ ràng đâu là eo này, đâu là vòng 1, đâu là vòng 2 và đâu là vòng 3 cũng rất là hoàn hảo luôn. Và đặc biệt là ở phần cổ thì các bạn vẫn giữ nguyên là cổ truyền thống Việt Nam, cho nên là để nguyên là cổ truyền thống cả nhà nhé. Và mẫu cổ truyền thống thì cũng có rất là nhiều những mẫu cổ khác nhau, mẫu cổ lượn này, rồi mẫu cổ hở đằng trước này, hay là những mẫu cổ xuyên thấu, hay là những cái mẫu cổ tim, có rất nhiều những dáng cổ để phù hợp với nhiều khuôn mặt, cho nên là cả nhà cũng có thể linh động trong phần thiết kế của cổ áo dài truyền thống cả nhà nhé. Cả nhà thấy thế nào ạ? Ở bên ngoài thực sự là rất là đẹp, cho nên là Thủy cũng hy vọng là với những mẫu áo dài này các bạn sẽ về thiết kế cho khách hàng của mình đẹp hơn và dạng người hơn và các bạn sẽ đông khách hơn. Vậy thì cả nhà cùng cho điểm với Thủy cho các bạn nhé. Và Thủy xin cảm ơn cả nhà. Cả nhà có câu hỏi gì thì cứ alo nhắn tin cho Thủy và số điện thoại thì có ghi ở phần bình luận, hoặc là có cả nhà có thể nhắn tin cho Thủy vào số điện thoại Zalo 0984 716 281 ạ.